Xin chào các bạn, tôi Lương Chiller đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi ngày đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Trong hành trình về hỏi thăm lại những gia đình đã thiết kế và thi công trọn gói bên công ty chúng tôi ở Hải Dương, thì tôi và anh Hóa đang có mặt tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương để chia sẻ các bạn một công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật. Và tôi tin chắc đây là cái mẫu nhà đang được rất là nhiều người quan tâm và nó cũng đang rất là hot trong thời gian qua. Thì hy vọng thông qua video này các bạn sẽ có một ý tưởng gì đó để áp dụng công trình tương lai của mình. Thì anh Hóa để giới thiệu qua một chút về công trình của chúng ta ở đây được không? Dạ vâng, công trình này 2 tầng mái Nhật với cái chiều rộng mặt tiền là 8,8m, chiều sâu là 14,4m. Nằm trên khổ đất là bao nhiêu? Trên cái khuôn viên khu đất là 350m2. Công trình gia chủ của chúng ta tên là gì nhỉ? Ở đây là anh Trần Văn Mạnh và bác Trần Văn Doanh. Dạ vâng. Hãy gọi chúng ta khảo sát thiết kế cách đây chắc được khoảng hơn 5 anh năm. Dạ. Ok. Thì sau đây xin mời các bạn cùng tôi với anh Hóa vào bên trong tham quan cụ thể công trình nhé. Vâng, thì tôi đang ngồi với gia chủ là anh Mạnh. Thì tôi sẽ hỏi anh Mạnh một số câu để các bạn có thể hiểu rõ hơn về thông tin của công trình nhé. Vâng, chào anh Mạnh ạ. Vâng. Chào anh. Thì công trình của mình mà từ thời điểm mà xây dựng đến bây giờ được khoảng bao nhiêu tháng rồi anh nhỉ? Tầm tính ra là từ tháng 4 đến tháng 4 năm ngoái. Vâng. Một năm gần. Một năm đúng không ạ? Vâng. Và mình vào sử dụng là từ Tết đến giờ đúng không ạ? Vâng. Và thế thì khi mà công trình xong ấy thì mọi người đi qua đi lại, mọi người có hay hỏi han hay là có nhiều người đến xem cái mẫu này để tham khảo không anh? Có, thì bà con cứ tỉnh thoảng đi qua cũng muốn vào ngắm nhà. Vâng. Thì cũng ưng ý thì cũng bảo là xây nhà là đối với ở quê mình bây giờ là vâng, xây như này là tuyệt vời rồi. Vâng. Người ta cũng khen. Vâng. Trước khi mà quyết định thuê thiết kế bên em thì chắc anh cũng tham khảo rất là nhiều các đơn vị ở trên mạng cũng như các cái đơn vị khác, thì lý do gì anh lại quyết định chọn kiến trúc Kisato để đồng hành cùng mình trong cái vực thiết kế nhà cho mình nhỉ? Vâng, thì là em cũng mấy cả gia đình vâng, cũng đi xem trong cái Ruby nhiều, thấy công ty mình phát triển như thế là vâng, mở rộng cả công xây nhà kiến trúc các thứ là vâng, xây ok thì là vâng, gia đình cũng điện cho công ty là giúp đỡ về vấn vâng, đề nội thất. Thế ở khu vực này bọn em cũng làm rất là nhiều những cái nhà đã hoàn thiện xong, thì chắc anh cũng đi tham khảo một số công trình trước khi quyết định đúng không ạ? Vâng. Và đó là lý do tại sao mà kiến trúc Kisato của chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái năng lực đội ngũ cũng như về cái cơ sở vật chất và cái năng lực phục vụ. Tại vì hiện nay của chúng tôi trên các huyện gần như đều đã có các cái công trình mà chúng tôi thiết kế hoặc là thi công rồi. Để anh Mạnh cho em hỏi một chút là chi phí để xây dựng công trình này, nếu mà mình chưa tính sân vườn đi đó, thì nó khoảng bao nhiêu tiền là cả nội thất đấy ạ? Tính... Chưa tính sân vườn, cổng hàng rào. Thì là tính ra là gần 2 tỷ, hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ một chút đúng không ạ? Còn nếu mà không đầu tư nội thất thì khoảng bao nhiêu tiền? Nội thất thì là tầm 1 tỷ 8. Tỷ 8 đúng không ạ? Tí nữa công năng cũng như diện tích như nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ sau mọi người nhé. Và hôm nay công ty về thì cũng có một món quà nho nhỏ để gửi tặng gia đình. Vâng. Rất là cảm ơn anh Mạnh cũng như gia đình đã tin tưởng đồng hành cùng kiến trúc Kisato và rất mong rằng gia đình sẽ giới thiệu cho công ty nhiều ngôi nhà hơn nữa. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn công ty. Vâng. Thì là em cũng đầu tiên là em cảm ơn công ty là đã giúp đỡ gia đình. Dạ. Nghĩa là đã thiết kế nhà thì là tất cả chi tiết từng mét thứ nào vâng, ok thì là gia đình cũng cảm ơn công ty. Dạ vâng. Chúc cả tất cả chúc công ty là sức khỏe như là càng ngày càng làm ăn phát đạt. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thế thì xin phép anh dẫn mọi người đi tham quan một vòng để giới thiệu công trình vâng, mình ạ. Dạ vâng, xin mời mọi người.
Chúng tôi đang đứng ở một khoảng sân khá là rộng đúng không anh Hóa? Dạ vâng. Chúng ta tư vấn gia chủ là đẩy toàn bộ công trình về phía sau để được một khoảng sân rất rộng như thế này. Và vẫn là đặc trưng của cái hệ nhà vườn mái Nhật. Cái cổng thì cũng là mái Nhật. Đó, và được ốp bằng gạch giả đá và cổng hệ cổng inox là những cái vật liệu rất là đặc thù ở khu vực vùng nông thôn đúng không? Dạ vâng. Đấy, còn nếu mà nhà nào mà muốn làm đẹp hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng hệ cổng nhôm đúc hoặc là cổng sắt nghệ thuật. Bên trong này thì ngoài việc bố trí khoảng sân rộng rãi để trong trường hợp mà có cỗ thì chúng ta có thể bố trí ngay được các cái bàn ở ngoài sân này, thì chúng tôi cũng bố trí thêm những cái bồn hoa để tạo không gian xanh cho công trình. Đó, thì bạn có thể nhìn qua cái cách chúng tôi bài trí. Ở công trình mái Nhật này thì mọi người có thể nhìn thấy nhiều cái chi tiết rất là khác biệt so với các công trình khác. Nó thể hiện cái thẩm mỹ của chủ nhà với kiến trúc sư ở đây. Ví dụ như là mọi người nhìn thấy là chúng tôi cũng chia làm hai phần, nhưng phần bên này nó theo cái phong cách rất là hiện đại. Ví dụ bạn nhìn thấy này, chúng ta chỉ làm thêm một tí vòm ở cái khu vực này, nó đã tạo cái điểm nhấn rồi đúng không anh Hóa? Đúng rồi ạ. Đó. Nó che hết cái phần tránh hắt mưa ở cửa sổ anh ạ. Cái thứ hai các bạn nhìn thấy này, chúng tôi tạo nhiều cái lớp gấp ở sát cái đường mái đấy, đúng không ạ? Dạ. Đấy, cũng là cái điểm nhấn phân tầng giữa cái khu vực tầng sử dụng tầng 2 và cái khu vực tầng áp mái. Rất đặc biệt. Rất tuyệt vời. Hoặc là các bạn đấy, nhìn thấy ở cái khu vực sảnh này đấy, chúng tôi không xây gạch hết lên trên mà làm một cái khu bằng inox đúng không? Dạ. Thì thoáng mà cảm giác cái gì ạ? Nó cách điệu đi về mặt hình khối của công trình. Hoặc là cái đường vòm cong này như thế, chúng ta không làm theo kiểu vuông mà chúng ta làm vòm cong như thế này. Đó. Và mọi người nhìn thấy cái hệ cột này, hệ cột ở đây thì rất ít khi mà mọi người nhìn thấy chúng tôi thiết kế được cái hệ cột thế này. Đúng rồi. Bởi vì nó cũng phải phụ thuộc vào cái thẩm mỹ của từng chủ nhà nữa. Đúng rồi. Đấy, thì chúng ta mới có cái hệ cột như này. Ai thích thì liên hệ với chúng tôi. Đấy, ví dụ như nhiều nhà các bạn sẽ thấy cái đế cột này sẽ được nổi hẳn lên trên. Dạ, đúng rồi. Đây thì gì ạ? Chúng tôi làm âm xuống dưới. Đây, nếu các bạn nhìn từ sân lên thì bạn thấy nó vẫn nổi lên. Nên là chúng ta nhìn từ bậc thì chúng ta chỉ thấy nó lộ ra một phần thôi, đúng không? Dạ vâng. Thứ hai nữa là cái phần này ấy, thì chúng tôi làm theo kiểu trang trí rãnh âm, nhưng mà theo kiểu dấu cộng như này, chứ không làm bổ rãnh hay là quá là cầu kỳ hoa văn. Đấy. Còn cái phần trên đỉnh cột giáp với cái mái của cái tầng 2 ấy, các bạn nhìn thấy là chúng tôi bóp lại. Đó. Thu nhỏ lại. Và cũng rất là cách điệu đúng không? Và đặc biệt là cái hệ mái nha, thì mọi người lưu ý là chúng ta nên làm mái buông, nước chảy xuống phía bên dưới anh ạ. Đúng rồi. Thì nó không bị rêu mốc những cái phào chỉ ở đây dưới. Các bạn nhìn thấy toàn bộ là thoát nước rất là tự nhiên đúng không? Dạ vâng. Rồi. Và xung quanh công trình thì chúng tôi đều làm mặt thoáng để lấy sáng lấy gió cho các cái công năng bên trong. Ví dụ bên đây thì các bạn thấy là chúng tôi làm một cái lối đi rộng hơn để đi thẳng xuống khu vực gì ạ? Bếp công ăn. Dạ. Bếp công ăn đây sẽ được tách riêng ra khỏi nhà các bạn nhé. Đó, thì một cái đường rất là rộng rãi và đồng thời có thể mở được cửa sổ lấy sáng lấy gió. Bên này cũng thế, các bạn có thể tham khảo bên này. Đấy, cái khu vực bồn hoa trước cũng làm cách điệu đi chút, đúng không anh Hóa? Dạ vâng. Đấy, thì đây cũng có một cái lối đi nữa các bạn nhé. Đó, thì bốn mặt đều rất là thoáng. Còn về vật liệu thì các bạn sẽ thấy là cửa chính thì chúng tôi sử dụng là gì ạ? Cửa gỗ. Còn đâu toàn bộ các cái hệ cửa sổ và các cửa phụ khác thì sử dụng bằng nhôm kính. Còn màu sắc thì tông màu chính ở đây là tông màu trắng kết hợp với tông màu hồng đậm. Hồng đậm đúng không? Dạ. Hồng đậm. Đó. Tạo ra điểm nhấn thì mỗi một gia chủ lại có một cái phong thủy cũng như một cái sở thích khác nhau. Dạ. Nên không có công trình nào là giống công trình nào cả. Từ cốt sân lên đến cốt nền nhà là 5 bậc. 5 bậc. Dạ vâng. Anh Hóa nói lại chút về cái chiều ngang và chiều sâu của công trình đi. Dạ vâng, chiều ngang là 8m8, còn sâu là 14m4. Đó chúng tôi chia làm 2 gian. Rồi. Đấy, gian sảnh chính này là 4m8, còn bên kia chỉ có 4m thôi. Vẫn ưu tiên về lối sảnh chính. 4m8 là tính đến tường rồi đúng không? Tính từ trục ạ, tim cột này đến tim cột kia. Rồi. Dạ. Đấy, thì bạn thấy là sảnh này rất là rộng rãi này. Cửa là cửa 4 cánh này. Đó. Thì tôi luôn nhắc đi nhắc lại với các bạn rồi, chúng ta lên ưu tiên khu vực sảnh. Sảnh là gì ạ? Nếu mà chúng ta làm ngắn quá trong trường hợp là gì ạ? Bắt buộc là không có đất thì chúng ta phải làm ngắn thôi. Còn nếu các bạn mà vẫn có khoảng sân rộng như thế này, chúng ta lên làm sảnh. Nó rộng rãi cả về gì ạ? Chiều ngang và cả về chiều sâu. Ở đây có cái điều khác biệt là cột này nó không đẩy thẳng ra cái trục này anh ạ. Đúng rồi. Mà cột nó chỉ ăn vào trong đây để vừa phải thôi. Đấy. Đây là một khu mở rộng ra bằng cái phòng khách, nhưng mà để khu để dây.
Đó. Nó khác biệt hẳn đi. Thì bạn thấy cái sảnh rộng bao giờ cảm giác nhà nó cũng thông thoáng, và khi mà khách khứa đến đây người ta cảm giác được chào đón và cởi mở hơn rất là nhiều, đúng không? Thoáng con người hơn nhiều. Thoáng hơn nhiều. Ở đây thì cao chúng ta có thể làm lan can inox hoặc là lan can kính. Thì tầng 1 này gồm những công năng như nào anh Hóa nhỉ? Tầng 1 ở đây thì chúng ta gồm một phòng khách kết hợp với một phòng thờ, một phòng ngủ, một phòng ăn. Kết hợp với khu vệ sinh ạ. Phòng khách này là bao nhiêu mét vuông anh? Phòng khách và tổng phòng thờ tổng diện tích là 35 mét vuông. 35 mét vuông. Dạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là một cái không gian phòng khách với đặc thù là sử dụng rất nhiều vật liệu bằng gỗ, đúng không? Dạ vâng. Thì phần này là chúng ta thiết kế nội thất cho gia chủ, đúng không? Đúng rồi ạ. Trần thì toàn bộ là trần gỗ này. Và cái hay ở đây các bạn có thể tham khảo đó là diện phòng khách kết hợp với phòng thờ. Như nhiều gia đình thì chúng ta sẽ để thông tuông như thế này. Dạ. Đúng không? Và thông tuông. Nhưng mà đối với công trình của gia chủ thì chúng ta có làm thêm hai cái vách CNC và cửa võng. Hay là cửa võng dạng đơn giản. Rất là riêng tư trong không gian phòng thờ nhưng mà rất là thông thoáng để chúng ta có thể tiện sử dụng, đúng không? Dạ. Đó. Thì bạn có thể tham khảo thêm về cái kiểu vách trang trí cũng như không gian bài trí của cùng phòng thờ. Đấy, đằng sau ốp toàn bộ bằng vách, kể cả trên trần của khu phòng thờ. Đây nha, chúng tôi xin phép và tách biệt cái diện tích của phòng thờ, tại vì nhiều người chưa xem kỹ thì không hiểu được cái diện tích phòng này. Đúng tích phòng này thì chiều rộng đã chia sẻ mọi người 4m8 của khu vực phòng khách rồi. Rồi. Chiều sâu là 2m1. Vì sao 2m1 thì cái này thì phải dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là những cái đồ đạc đóng theo cái lỗ ban này. Đúng rồi. Thì chúng ta vẫn phải được còn khoảng không gian. Đây, kể cả chúng ta phải tính cái phần gì, bàn cơm, đúng không? Dạ. Khi mà chúng ta lôi ra chúng ta sử dụng thì các bạn thấy đây là một cái khoảng thông thủy rất là phù hợp để mọi người có thể tham khảo về kích thước của khu phòng thờ. Và làm như thế này thì nhìn rất là trang nhã, mặc dù là gì ạ? Phòng khách là kế bên ngay khu phòng thờ luôn. Còn cái phần trang trí các cái vách của khu phòng khách thì bạn có thể thấy đây, gia chủ sử dụng chất liệu là gỗ kết hợp với gì ạ? Các cái vách giả đá như thế này. Dạ, vâng. Đúng không? Đó, rất là tuyệt vời. Ok. Cái ốp lên tường cái nhìn nó không đơn điệu một tí nào. Đấy, và lời khuyên của chúng tôi luôn luôn chia sẻ với các bạn là nếu mà được thì các bạn hãy đầu tư thiết kế bản vẽ thi công kết hợp với thiết kế nội thất chi tiết luôn. Để tránh trường hợp là sau này là chúng ta vào ở rồi chúng ta mới đi mua đồ thì nó không đồng bộ từ gì ạ? Thì phần sàn, phần trần, đến phần tường hoặc đồ đạc nội thất, đúng không ạ? Dạ vâng. Đó, và sau này các bác thợ cứ thế thi công thôi. Thế không gian bên trong này là không gian gì anh Hóa nhỉ? Ở đây chúng ta có phần không gian chung. Phía bên ngoài, phía đằng trước đó chính là phòng ngủ, không gian phòng ngủ. Dạ. Phòng ngủ này bao nhiêu mét vuông anh Hóa? Phòng ngủ này thì 17 mét vuông anh ạ. Rất rộng quá nhỉ. Rất rộng. Và cửa sổ rồi các cái đồ đạc cần thiết thoáng khu vực này cũng cửa sổ. Toàn bộ là sử dụng là rèm cầu vòng hết. Rất thoáng. Rồi. Như nhiều công trình khác ấy, thì đây sẽ là không gian bếp công an đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà đây gia chủ là để một cái không gian ở đây gọi là không gian đệm và khu cầu thang. Dạ vâng. Và gia chủ chia sẻ là sắp tới gia chủ sẽ đóng một cái kệ rượu đây. Dạ vâng. Để xử lý cái phần dưới gầm cầu thang và cũng là tăng thêm cái tiện ích sử dụng cái kệ rượu trang trí. Dạ. Còn đây chúng ta tách riêng đúng không ạ? Dạ vâng. Tách riêng. Vệ sinh tắm. Riêng, tắm riêng. Đó. Đây là khu vực vệ sinh này. Còn đây là khu vực tắm này các bạn này. Tách riêng. Tách như thế này thì có cái lợi thế gì anh Hóa để chia sẻ? Cái tách này thì chúng ta không cần phải chờ đợi. Dạ vâng. Và nó rất là tiện. Đông người đúng không? Dạ vâng. Chúng ta sử dụng đồng thời một lúc. Còn đây là không gian phòng ăn các bạn nhé. Không gian phòng ăn này thì có tổng cái diện tích là 18 mét vuông, kết nối với hẳn cái bếp ngoài nhà luôn. Đó. Thì vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn rồi. Thường ấy, đối với công trình ở quê đất rộng thì người ta hay tách cái khu vực bếp riêng ra, đúng không? Dạ vâng. Vì người ta không muốn là làm bếp bị bay hơi chật. Dạ. Chật chỗ ở trong nhà. Dạ. Vì ở công trình này thì chúng tôi thiết kế riêng cho gia chủ là anh Mạnh làm một khu phòng ăn riêng như này. Sau này là anh sẽ kê một khu bàn ăn 10 đến 15 ghế ở đây. Rất là thoáng khi có cửa sổ ở phía bên hông. Còn đây là khu vực bếp tách riêng thôi. Đó. Bếp rồi sân phơi. Đây các bạn thể xem. Để bếp. Xe. Với cái sân ướt nhà. Vâng. Đấy, làm cỗ dưới đây thì thoải mái rồi. Đấy, và nhà công chuyện là chúng ta để đi thẳng cái lối ở phía bên hông vào khu vực bếp ăn luôn mà không cần thông qua khu vực khách các bạn nhé. Đây cũng để khu vực máy giặt và sân phơi khô ở trong nhà. Rồi bây giờ tôi với anh Hóa sẽ mời mọi người lên không gian tầng 2 để chi tiết xem là tầng 2 gồm những công năng như nào.
Các bạn để thấy đây là một cái kiểu gì ạ? Lan can kính đúng không? Dạ vâng. Đó, vẫn tay vịn bằng gỗ. Dạ vâng, vẫn đua ra hẳn bên ngoài luôn. Đi lại rất thoải mái. Còn cái kia là một cái trụ kiểu rất đơn giản. Đúng không? Chúng ta theo kiểu hiện đại rồi, chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ. Dạ. Thì chia sẻ với anh trên không gian tầng 2 này chúng ta sẽ gồm 3 phòng ngủ, một khu vệ sinh và một không gian đệm. Không gian đệm ngay khu vực cầu thang này. 3 phòng ngủ rất rộng các bạn nhé. Dạ vâng. Thực ra gia chủ làm để gì ạ? Để sau này các cháu lớn, đúng không? Dạ các vâng. Cháu có phòng riêng. Đây là phòng ngủ đầu tiên đúng không anh Hóa? Dạ vâng. Phòng này được bao nhiêu mét vuông anh Hóa? Diện tích tương đồng diện tích dưới tầng 1 anh ạ. À. Thẳng lên thôi. Đấy các bạn thấy cửa sổ phía sáng đằng trước và phía bên hông. Đây gia chủ đầu tư hết rèm cầu vồng. Rèm cầu vồng này thì cái tác dụng của nó là nằm hẳn bên trong khuôn cửa. Dạ. Nó không bị xê xòa. Khung thì bây giờ người ta sử dụng hết là khung inox rồi. Dạ vâng. Chân xong. Đây là phòng ngủ tiếp theo. Phòng này thì gia chủ cũng chưa sử dụng gì cả. Dạ. Này bao nhiêu mét vuông anh Hóa? Phòng này thì tổng diện tích là 26 mét vuông ạ. 26 mét vuông ạ? Dạ vâng. 26 mét vuông. Các bạn thấy rất là rộng. Dạ, chưa sử dụng gì. Hôm nay chỉ nằm trên phòng khách thôi anh nhé. Nằm trên phòng khách thôi, còn trên phòng thờ lại là khác. Các bạn có thể đối chiếu giữa gì ạ? Giữa cái công năng thực tế với cái công năng mà chúng tôi đấy, nhiều người trên thiết kế. Nhiều người rất nghi ngại là trên phòng thờ thì chúng ta để tầng 1 thì tầng 2 chúng ta bố trí cái gì? Đây là trên này là cái gì anh? Trên đây là phòng kho. Kho. Đấy kho nhưng mà với tác dụng là để chống thôi. Ít khi để mấy cái đồ đơn giản này. Tức là không bị phạm về phong thủy. Đúng không? Dạ, vì cái này là trên ngay phòng thờ rồi. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Kho rất nhỏ, 8 mét vuông. Còn đây là phòng ngủ số 3 trên tầng 2 đúng không? Dạ. Phòng này bao nhiêu mét vuông anh? Nằm trên phòng ăn với tổng diện tích 18 mét vuông. 18 mét vuông. Dạ vâng. Thì khi mà thiết kế thì chúng tôi cũng đã thiết kế các cái đường chờ, điều hòa, kiểu điện, đóng các thứ ở trên đây rồi. Anh chưa lắp. Chưa ngoài rồi, anh chưa lắp. Dạ. Thế cái nhà này mặc tối đa được bao nhiêu người cho anh khoảng? Ờ, ba thế hệ ở thoải mái nhỉ. Dạ vâng. Bố mẹ đấy, xong rồi vợ chồng đến con cái, hai phòng của con luôn rồi. Đến một phòng khách nữa anh ạ. Trên này thì chúng tôi tách riêng, tắm riêng, vệ sinh riêng rất dạ. Rộng và cái hành lang chung thì để một cái cửa sổ ghế sáng lấy gió, hút gió vào mát ạ. Và như vậy là các bạn đã cùng tôi với anh Hóa tham quan qua một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật rất là được ưa chuộng trong thời gian vừa rồi. Với giá thành là bao nhiêu anh Hóa? 1,8 tỷ chưa bao gồm nội thất. Và diện tích cho mỗi và một sàn. Diện tích cho mỗi một sàn là 100 mét vuông. 100 mét vuông. Dạ vâng. Đó. Thì để các bạn có thể tham khảo và thời điểm xây dựng là đã hơn 1 năm trước đây rồi. Dạ vâng. Tất nhiên bây giờ thì giá cả nó biến động khá là nhiều rồi. Nên nếu các bạn đang quan tâm mẫu nhà này hoặc cần đơn vị thiết kế thi công chuẩn hóa chuyên nghiệp thì hãy liên hệ ngay với kiến trúc Sato theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi về tận nơi khảo sát và tư vấn cho quý gia đình để các bạn có một công trình đẹp giống như bạn mong muốn nhé. Xin chào.